Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Biden khẳng định bà Kamala Harris là lựa chọn hợp lý duy nhất của cử tri, cho rằng những thành tựu mà nước Mỹ đã đạt được trong những năm qua có thể biến mất nếu ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump đắc cử. Cũng tại sự kiện, ông Biden và bà Harris đã chỉ trích vụ bán Tổng công ty thép Mỹ US Steel cho công ty Nippon Steel của Nhật Bản trong thỏa thuận trị giá 14,9 tỷ đô la Mỹ. Ông Biden khẳng định US Steel là doanh nghiệp biểu tượng của Mỹ trong hơn một thế kỷ và sẽ vẫn là công ty Mỹ. Cuộc meeting ngày lao động đánh dấu khởi đầu cho chặng nước rút quan trọng sau mùa hè để hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Cả bà Harris và ứng cử viên Cộng hòa ông Donald Trump đều dự kiến tăng cường tiếp cận cử tri, đặc biệt ở các bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, Georgia, Michigan và Nevada.